2023 nằm trong các hoạt động của lễ hội trái cây thành phố Long Khánh năm 2023. Sáng nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Long Khánh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Long Khánh mùa trái chín. Tại triển lãm có 80 bức ảnh được bình chọn trưng bày trong dịp này. Tất cả ảnh triển lãm đều thể hiện các hoạt động du lịch vườn trái cây trên địa bàn thành phố Long Khánh trong những năm qua. Ảnh giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của thành phố Long Khánh, ảnh thu hoạch, mua bán, trao đổi trái cây, hình ảnh sống động, nhiều màu sắc, miêu tả khá đầy đủ không khí nhộn nhịp của ngày mùa trái cây ở Long Khánh. Trong đó có nhiều ảnh du khách thích thú khi trải nghiệm vườn trái cây. Sau triển lãm, ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi chụp ảnh nhanh với chủ đề Long Khánh mùa trái chín. Ban tổ chức khuyến khích du khách đã trải nghiệm du lịch vườn trái cây Long Khánh gửi ảnh về tham gia cuộc thi. Thời gian chụp và gửi ảnh từ ngày hôm nay 15 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Ban tổ chức sẽ trao giải cho tác giả của những bức ảnh đẹp vào ngày bế mạc 23 tháng 6.